Hạ Thanh Xuân đỏ sắc, người đàn bà không tuổi, từ làn da tới nụ cười đều rạng rỡ. Hạ Thanh Xuân dường như đã lấy lại nhịp điệu sống nhộn nhịp sau biến cố ly hôn, sắc vóc của nữ ca sĩ mới chính là điều gây bất ngờ. Hạ Thanh Xuân vẫn là tâm điểm chú ý của truyền thông khi xảy ra lùm xùm ly hôn với vua cá coi Thắng Ngô. Đang trong tâm bão, nữ ca sĩ hải ngoại đã có những chia sẻ rằng cô bị trầm cảm khi về chung một nhà với nam doanh nhân. Đứng ở khía cạnh làm đẹp, hội chị em đặc biệt quan tâm tới nhan sắc lẫn thần thái của mỹ nhân sinh năm 1988. Thời gian gần đây, Facebook của nữ ca sĩ hải ngoại tưng bừng cập nhật những hình ảnh mới của bản thân. Cô chăm chỉ đi lưu diễn và khoe sắc bên cạnh các đồng nghiệp. Diện mạo rạng rỡ, gương mặt phúc hậu của vợ cũ vua cá coi nhận được vô vàn sự khen ngợi từ công chúng. Mới đây, nữ ca sĩ vừa có dịp xuất hiện chung sân khấu với MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Cả hai người đẹp chung một khung hình liền gây choáng vì sắc vóc trẻ đẹp. Nguyễn Cao Kỳ Duyên vốn được mệnh danh là người đàn bà không tuổi, khi đã sắp sửa cập bến tuổi lục tuần, vẫn phong độ sắc vóc quyến rũ. Đỏ sắc bên cạnh nữ MC hải ngoại là Hà Thanh Xuân, vẻ đẹp của mỹ nhân 8X cũng mặn mà và thần thái chẳng kém đàn chị. Cả hai đều diện thiết kế dạ hội, khoe thềm ngực căng đầy, làn da tràn nhựa sống. Hà Thanh Xuân luôn xuất hiện chỉnh chu với hình ảnh được trau chuốt kỹ lưỡng. Trong khi nhiều mỹ nhân khác thường váy áo cắt xẻ sexy thì cô lại trung thành áo dài. Điều thú vị là Hà Thanh Xuân qua ống kính chụp của đồng nghiệp, nhan sắc lại có phần chân thực và lộng lẫy hơn hẳn ảnh tự đăng. Lý do nằm ở việc dùng app và có filter sẽ không thấy được làn da căng bóng của quý cô. Ở tuổi băm mà làn da của người đẹp khi cười vẫn trắng trẻo, bóng bẩy như trên là điều ao ước. Khen Hà Thanh Xuân xinh đẹp có lẽ là điều không còn quá lạ lẫm với nhiều người. Cô sở hữu gương mặt sáng sân khấu, vẻ đẹp khả ái và khỏe khoắn, cùng thần thái sang chảnh. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Hà Thanh Xuân thường khoe sắc trong những tà áo dài duyên dáng. Dù đã ở tuổi 35, nhưng Hà Thanh Xuân được nhận xét là có một gương mặt mộc nổi bật với làn da đẹp, trắng trẻo, đường nét hài hòa, cân đối, càng nhìn gần càng mê mẩn. Ngắm quý cô qua ảnh chụp, nhiều người có thể hoài nghi về vẻ đẹp thật sự của mỹ nhân 8X. Tuy nhiên, đa số những đồng nghiệp từng tiếp xúc hay có cơ hội diễn chung với Hà Thanh Xuân đều có đồng quan điểm là choáng ngợp trước nhan sắc của mỹ nhân họ Hà. Nam ca sĩ Quang Lê, người tình trên sân khấu của nữ ca sĩ hải ngoại cũng từng thốt lên rằng: "Tôi thấy da mặt Hà Thanh Xuân rất đẹp, nhìn gần mà mê mẩn như tiên nữ bước ra từ trong truyện. Nếu không đứng gần chắc cảm xúc cũng bình thường thôi. Khi hát chung, Hà Thanh Xuân cũng gợi cảm lắm, khiến tôi có cảm xúc khác với một người bạn, người đồng nghiệp." Người đẹp từng chia sẻ bị trầm cảm sau khi kết hôn, song rất nhanh chóng cô đã tìm được cách cân bằng tinh thần. Từ đó vẻ đẹp rạng rỡ, phúc hậu càng thấm đượm trên gương mặt của người đẹp. Bí quyết làm đẹp của mỹ nhân 8X bên cạnh yếu tố tinh thần còn là việc chăm chỉ thể dục thể thao, chăm chỉ tập kháng lực giúp phái nữ làm sạch lỗ chân lông một cách tự nhiên qua việc bài tiết mồ hôi qua da, máu dưới da cũng được tuần hoàn mà hồng hào, trẻ trung. Dù chuyện tình cảm của mình rất buồn, nhưng những tấm hình của cô trên mạng xã hội chưa bao giờ u ám mà luôn phát sáng với nụ cười rạng rỡ. Nhờ sự tự tin đó cùng với nền da trắng ngần, Hà Thanh Xuân đời thường xuống phố rất đơn giản. Có chăng cô chỉ thoa kem chống nắng và một lớp son môi mỏng là đủ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.